anh này là ăn cặp mấy ạ? Dạ, cặp 3. Cặp 3. Già chứ già. Chị cả lo lo sách cam rồi sách xả rồi. Cặp ba để tức chơi. Nãy chơi cái trò mà cái ống màu vàng vàng rồi, mọi người chơi rồi, giờ chuẩn bị qua chơi gì chơi chơi cái lò. Ướt quá. Anh Di ăn không anh Di? Ướt quá. Ủa anh Di không ăn chả hả? Quay ăn không được ơi. Dạ chuẩn bị ăn nè. Có muối tiêu nè, ăn muối tiêu không? Ăn muối tiêu không? Đen hôi luôn. Mát, nói chung là gió mát. Mặc dù nắng thì cây okay thì mấy nhưng mà cũng mát. Ngồi nghe mát là mát thôi luôn. Ăn chừng nào hết thôi. Đồ ăn quá mà. Tiêu rồi chuẩn bị đầy đủ. Rồi tự nhiên ra ngoài. À, sơ sơ là mà quá chị no. Người đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.